nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam cũng như tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị, ý thức, trách nhiệm của mọi người trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa. Những ngày này thì các cấp hội phụ nữ thành phố đã triển khai thực hiện hưởng ứng tuần lễ áo dài với nhiều hình thức tôn vinh phù hợp và tươi vui. Hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và chị em phụ nữ hưởng ứng với chủ đề tôn vinh và lan tỏa giá trị của áo dài trong đời sống xã hội. Đồng thời cả 10 chi hội tổ dân phố vận động cán bộ hội viên phụ nữ, nữ công chức viên chức, nữ thanh niên hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động thiết thực cụ thể, phù hợp nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài. Trong đó chương trình giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao này được hội phụ nữ phường tổ chức. Tưởng rằng những vũ điệu ấy chỉ phù hợp với bộ trang phục khỏe khoắn, song song tà áo dài lại làm nổi bật vẻ đẹp mềm mại của người biểu diễn. Khi tập dân vũ thì chúng tôi mặc những bộ quần áo thể thao và những bộ quần áo rất là khỏe khoắn để tập những động tác. Nhưng vì đợt này là hưởng ứng cái tuần lễ áo dài cho nên là đội chúng tôi chuyển sang những bộ quần áo dài, thướt tha nhẹ nhàng. Nhưng với những bộ quần áo thướt tha nhẹ nhàng như vậy nhưng chúng tôi vẫn tự tin tập những cái động tác vẫn uyển chuyển đúng động tác và vẫn rất là đẹp. Ngoài cái hoạt động tổ chức giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao như ngày hôm nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ chúng tôi có tổ chức ngày hội áo dài hưởng ứng tuần lễ áo dài với chủ đề tôn vinh và lan tỏa áo dài trong đời sống xã hội. Với những cái hoạt động diễn ra tại ngày hội đó là trình diễn áo dài, thế và sẽ giao lưu dân vũ khiêu vũ trong trang phục áo dài, với mong muốn là sẽ lan tỏa tuyên truyền tới cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân sẽ mặc trang phục áo dài trong các cái hoạt động của đời sống xã hội. Đây là đêm giao lưu và trình diễn thời trang áo dài do Hội Phụ nữ phường Trần Phú tổ chức. Hơn 100 hội viên đồng diễn vũ điệu trên nền nhạc bài Hãy đến với con người Việt Nam tôi, cùng với màn trình diễn áo dài được người dân đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt hoạt động phát động ủng hộ gian hàng áo dài sắc phục dân tộc Việt Nam, ai cần thì lấy, ai có thì tặng, vô cùng ý nghĩa. 55 bộ áo dài do cán bộ hội viên phụ nữ phường ủng hộ đã được trao tặng hết ngay trong buổi giao lưu. Nó rất là ý nghĩa vì là những người nghèo không có thì là mình sẽ tặng. Thế còn những người cần áo dư rồi mà không dùng đến nữa thì tặng cho những người không có. Do vậy là tôi thấy cái tuần lễ áo dài này là rất là thiết thực với lại chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta. Hưởng ứng tuần lễ áo dài là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của áo dài Việt, lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam thông qua các sự kiện quan trọng hay hoạt động mang tính cộng đồng. Để từ đó áo dài được chị em phụ nữ sử dụng thường xuyên hơn, gần gũi với đời sống hơn. Hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động thì các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo nổi bật. Và đặc biệt thì vào ngày mùng 5 tháng 3 tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức phát động tuần lễ áo dài và hội thi dân vũ tại Tháp Đồng Hồ và Hội trường Ủy ban thành phố. Và chúng tôi đã huy động 600 cán bộ hội viên phụ nữ và nữ đoàn viên công đoàn trình diễn một cái màn đồng diễn dân vũ áo dài. Đây cũng có thể coi là một cái hoạt động nổi bật trong cái tuần lễ hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023. Thông qua những hoạt động thiết thực trên của phụ nữ thành phố, áo dài Việt Nam đã đang và sẽ được nhiều chị em sử dụng. Và những hình ảnh này còn góp phần quảng bá về con người và vùng đất Bắc Giang muôn thuở còn truyền.